Bibi, thấy quá ăn em gì? Ăn cái này á. À, mình lại ăn thêm cái rốt à? Chị biết sơn tí. Tớ đi. Đó, xong chơi trong nhà. Chạy lên đi, chị biết sơn tí nhá. Ờ. Sơn tí nha. Chị vào trong nhà đi, vào trong nhà chơi đi, mắt ướt lắm. Vừa mưa xong á. Ăn gì? À, ăn cái này à? Ăn củ này à? Ăn củ cải nhé. Đây, ăn củ cải nhé, nó củ cải. Nó củ cải nhé. Ăn củ, ăn củ. Gì đây? Ăn nữa hả? Chén nó củ nhiều đấy. À, mình lại ăn thêm cả rốt à? Như thế nào? Làm sao? Em muốn ăn gì? Em biết ăn cả cà rốt à? À, ok. À, em sẽ cạo cả hai củ nhé. Chị luộc cả hai cho đi. Chị luộc nha. Ok. Đi. Chị nhờ xíu Bibi ăn. Chị cầm cái này đi cắt cho chị nhé. Chị cảm ơn chị nha.
bếp nấu. Rửa nấu nhé. Bỏ vào nồi. Bi đi thôi để luộc đi. Bi ngồi lên bếp rồi. Đấy. Vậy trong bếp thì để chị lấy trứng nha, đóng trứng nhé. Cái này hôm nay chị làm họ trứng hấp nên không còn chả đâu, chả này chỉ làm trứng rán thôi, hiểu không? Bình thường mình rán trứng ấy thì hôm nay cắt chả nhé, để lấy nồi ra đây chị làm cái bì mò ra là trứng hấp, ăn siêu mềm luôn, nó sẽ tốt hơn là trứng rán nha. Đó, để vào đây đi, giỏi lắm, chị biết là trứng làm như nào. Đi lên đây để chị hấp trứng nhá. Đi lên bếp này, lên bếp. À, để mình đặt trứng nha. Đi vào. Trứng hấp cà chua à, ăn thêm cà chua thì chị làm cho nhé, chị thái những nhỏ cà chua ra cho vào, đi hấp cho đi ăn nè.
chị lấy cái đũa. Này chị bỏ cho đây rồi. Đánh anh chứ. Chị Bibi này, bây giờ cho vào. Phải hấp để hấp nha. Qua để đây, chị lấy cái hấp xuống. À, nước canh à? Ôi giời, đấy quên. Đợi, thay cho cái này hấp đã. Đây. Cho vào đây để hấp. Cái này được rồi. Để rót trứng vào nha. Đi ngồi ra đây này. Ngồi ra đây, ngồi giữa hai bếp nó nóng. Ngồi đấy. Ngồi đấy nha. Có cái này đấy. Để chị lên cái lắp. Rồi bây giờ vớt củ cải ra nhé. Chín rồi đó. Rồi. Đi ạ. Đi dọn đi ạ, đi ra trước nha. Ừ. Ở đây. Đi cầm ra trước chị không? Và chị dọn cơm ra cho Bi ăn nha. Đó. Đi nhanh. Ra bàn ngồi trước đi. Ra bàn đi. Cầm được không? Rất là nóng. Chưa được. Nước canh mà. Đi ngồi lên. Chờ xíu nha, chị vào lấy cơm rồi để chị ngay. Ngồi đấy nhá. Màu sắc chưa? Ăn ra thử được đi nha. Chưa. Đấy chị gắp ra thôi. Cái nào miếng là miếng. Từ từ. Cho miếng nhỏ ra. Cắt nhỏ ra.
chấm nhỏ ra cho. Ăn bằng dĩa chứ ăn bằng tay đấy. Không ăn à? Thích củ cải à? Đi ăn đi nhỉ? Đi 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 đi. Để chị lấy cà rốt cho. Đây. Nãy Bi bảo chị nấu cho Bi cái này mà. Không ăn mà lại nãy bảo là bà chị nấu cho. Ăn này. Thế lần sau không ăn thì chị bảo không bảo chị nấu nhé. Chị nấu mỗi cái cà rốt thôi, bình thường Bi chỉ ăn cà rốt thôi mà. Từ chị phải cắt nhỏ ra cho Bi nữa. Đây Bi cầm này. Dùng thiến nha. Tứ. Ra Bi ngồi xuống đây. Đây. Ăn đi. Xong rồi chị lấy thử trứng hấp cho mà ăn. Đấy. Ăn trứng ngon mà. Đây chỉ là cơm nha. Chỉ là cơm. Cơm cho Bi nha. Đây cơm Bi đây, ăn cơm đi. Em trứng nha. Ăn trứng nhé. Cơm trứng. Cho Bi thích trứng này. Cà chua. Dính tay kẹ đi. Ăn nốt cơm đi, chị lấy canh cho.
Ừ, nhìn thấy à? Còn thấy gì? Tôi chỉ cái nốt thôi. Đó. Đó, chứ gọi. Lấy canh nhá. Uống canh. Tôi chỉ cắt cái này cho tôi uống canh. Lấy canh đi. Uống canh đi. Chị đút cho Bi nhé. Múc canh hơi khó. Uống hay ngủ lưng chứ. Ui giỏi thế. Giỏi quá. Hết sạch luôn. Để thêm nhé. Để thêm không? Uống thêm không? Từ nào, từ chị đút xem. No rồi. Thôi nhé. No rồi thôi. Thôi chỉ làm nghiệp thôi. Ô, có chuyện bé à? Chỉ làm nghiệp. Xong vào phòng chơi nhé, chị lại bỏng vì gấu bông cho chơi nha. Con này mua thêm đồ chơi cho Bi. Đưa Bi đi mua đồ chơi nhé. Bi vào trong phòng đi. Lấy bỏng vì gấu bông cho chơi. Không chị nhảy đâu. Lấy bỏng cho chơi nha.